Rồi bên sẽ đọc nha. À, bên đọc xong Hải Nguyên sẽ đọc nha. Hôm nay xin mời thầy có Hải Nguyên đầu tiên này. Bên đọc rồi đến Hải Nguyên đọc rồi đến Minh Ngọc đọc. Bên đọc không? Thế bây giờ để cho bạn Minh Ngọc sẽ đọc nhá. Ngã. Bên chậm. Xin mở bên làm cho Minh Ngọc đọc thờ nhá. Thầy Minh Ngọc ơi, con đọc nào. Ngã. Nam nên ca tát đà a đô hi ôi ôi ô ki sa ki sa ma ga itsu mo to onaji you ni kagamin tazuneru to jigau kotae ga kaette kimashita. Ichiban utsukushi no wa shirayuki hime desu. Shirayuki hime wa seichou shite utsukushi musume ni natte imashita. Okisaki sama wa kuyashiku tte tamarimasen. Okotte ryōshi ni meiri shimashita. Shirayuki hime wo koro shite oshimai. Cái câu cuối cùng là gì Minh Ngọc biết không? Câu cuối cùng. Shirayuki hime wo koroshite oshimai. Nghĩa là gì? Câu đấy là gì nhỉ? Mình đoán xem hoàng hậu thì sẽ ra lệnh gì cho thợ săn. Mình nghĩ nhá. Rồi bây giờ Sensei sẽ mời bạn nào. Bạn Hải Nguyên là bạn Hải Nguyên là bạn gì nhá? Sensei cũng lần đầu tiên thấy Hải Nguyên. Con chào cô, đây lần chào cô. À đúng rồi, Hana cô Trần nói đúng rồi đấy nhờ. Hãy sử hoặc là hãy gì á? Shirayuki hime cho ta đúng không? Hãy giết Bạch Tuyết cho ta. Rồi. Hải Nguyên ơi, Hải Nguyên lần đầu tiên học lớp mình đúng không? Đúng. Hải Nguyên giới thiệu bản thân mình một chút xíu được không? Dạ, con tên là Hải. Con à. Con 12 tuổi. Thì con đang sống ở đâu? Con sống ở Hà Nội. Con học tiếng Nhật chưa? Con không biết. Con chưa biết. Con chỉ học tiếng Anh thôi mà cô. Được rồi, thế bây giờ cô muốn hỏi nè, mình có tự đọc được không hay là mình sẽ cần bên hỗ trợ mình đọc mẫu nhỉ? Con sau khi nghe em Maki đọc, nghe Maki đọc này, nghe Minh Ngọc đọc này, thì giờ mình có tự tin đọc được không hay cần cả bên hỗ trợ nữa? Vì bên là em ấy ở Nhật á. Em ấy đọc giọng chuẩn Nhật luôn, em ấy hướng dẫn cho mình. Mẹ em ấy biết cách hỗ trợ mình rồi. Bên nhỉ? Thì mình có cần đâu. Hay mình cứ thử nhá, mình cứ thử tự đọc nhá. Tự đọc mà nếu mà Sensei thấy cái âm ok là Sensei thì mình đọc tiếp được không? Còn nếu mà Sensei thấy cần hỗ trợ thì Sensei sẽ nhờ em bên hỗ trợ mình nhá. Rồi, Hải Nguyên đọc cho Sensei nào. Hải Nguyên đọc nào. Con đọc được đấy, con thử xem. Để xem là khi mình học tiếng Anh hay là mình đọc tiếng Nhật thì sẽ thế nào. Ok. Vâng. Nào con bắt đầu đọc nào, đọc cho cô dòng đầu tiên đi.
Hải Nguyên ơi, Hải Nguyên đọc được không? Dạ, con không đọc được ạ. Thử xem, cái đầu tiên nào, đầu tiên cho đến dấu phẩy nào, mình thử đọc được. Con nhờ Ben hỗ trợ. Con cứ thử đọc nào. Mình cứ thử bước đi một bước chân cho xem biết cách đi bước không nào. Nanekan. Gì nữa? Tatran. Rugi. Đọc ok. Nên có tất tà rư hi. Đúng rồi đó, em Ben sẽ hỗ trợ mình như vậy đó. Nhá, Ben sẽ dịch kỳ nè. Hai. Rồi, em Ben sẽ đọc mẫu. Nên có tất tà rư hi. Nên có tất tà rư hi. Học Nhật. Ok. Vâng, con nghe được không? Con bên nó nhỏ. Không nghe được. Nan nen ka ta ta a le hi. Nên nan nen ka ta ta a le hi. Nen nen ka ta ta a le hi. Đúng không? Còn nếu mà con để cả quãng dài á thì khi đấy là từ tai, thông tin từ tai đi sang miệng, thay vì là từ tai đi sang miệng rất là nhanh, trở thành là từ tai đi lên não, đi xuống miệng, nó rất là vòng vèo và dài, đúng không? Thì nên là con nghe được là con nói luôn nhá, nghe được nói luôn. Onayoni. Onayoni gami. Kagami ni. Kagami ni. Nhìn vào chữ này. Kagami ni. Kazuneru to. Kazuneru to. Chigau kotae ga. Chugai gacha ga kaete kimashita kake kami misista ichiban utsukushii no wa hiroyuki himi desu. Ê, đại dục đấy. Có thể đại dục đấy. Rồi, bây giờ nha, sensei nói với Hải nè. Khi mà mình nghe nhá, mắt mình sẽ nhìn vào chữ để xem là đoán xem là em bên đọc đến chỗ nào, còn tai mình nghe, miệng mình sẽ bật ra ngay cái âm mà mình nghe được, mà mắt mình nhìn thấy để ráp lại với nhau thông tin. Do đó mà ví dụ như em có đọc là chigau kotae ga thì mình nghe là chigau, đúng không? Nhưng mình lại đọc là chigai hay như thế nào nhỉ? Ví dụ vậy. Hoặc là ở đây mình có là kaete kimashita. Đấy, chữ hiện ra ở phía dưới này đúng không? Thì em đọc, mình lắng nghe, mình vừa quan sát mắt mình nhìn nhá, để mình ráp. Quan trọng nhất ở trong tiếng Nhật ấy là mình đọc đúng cái âm nhá, đọc đúng âm, đặc biệt là khi các âm đi cạnh với nhau ấy, cũng giống như trong tiếng Anh các con học thì sẽ có thành âm gió này, rồi các trọng âm, thì tiếng Nhật cũng vậy nhá. Chỉ có điều là tiếng Anh thì thể hiện rất là rõ điều đấy, còn tiếng Nhật thì không. Nhưng mà mình muốn học được đúng và phát âm đúng á thì mình cần nghe các bạn Nhật nói nhiều á, là vì vậy á. Nên là sensei mình nhờ là các bạn đọc mẫu cho mình nhá. Rồi, mình sẽ luyện nhiều nhiều nha. Có bạn nào muốn luyện đọc nữa không? À, sensei thấy có. Bạn Quân lại giơ tay à? Bạn Quân đọc nhá. Quân đọc. Hai, Quân lần này có cần Ben hỗ trợ đúng không? Khi nãy là cần nhưng chắc giờ không cần nữa đúng không? Tata aruhi okisaki sama ga itsumo tom onaji
Yoni kagami ni tazuneru to chigau kotae ga kaete kimashita. Ichiban utsukushi no wa Shirayuki hime desu. Shirayuki hime wa seichou shai. Cái âm si trong tiếng Nhật này, âm si trong tiếng Nhật khi đứng sau, khi đi đứng trước chữ T, con đọc cho cô giống như trong tiếng Anh ấy. Shite. Là mình đọc shite. Seichou shite. Ví dụ thế. Seichou shite. Trưởng thành đúng không? Rồi, tiếp nào. Utsukushi musume ni natte imashita. Okisake-sama wa kuyashikute tamarimasen. Kote yoshushi ni meirei shimashita. Hirayuki hime wo oroshite oshimai. Xin cảm ơn con nha. Chị Đức ơi, cho em hỏi là giờ này bây giờ là 8 rưỡi ạ. Thì bây giờ là 7 rưỡi chị. Em đang phát video thôi ạ. À vậy hả? Ok. Rồi tiếp đi. Oroshite oshimai. Koroshite oshimai. Rồi. Bây giờ thì đến em Bình Minh nhá. Em Bình Minh thì sẽ cần Ben hỗ trợ, tại vì giọng em cũng rất là giống giọng Ben. Đây là Ben hỗ trợ em Bình Minh là hơi bị chuẩn luôn. Rồi. Rồi, Ben sẽ hỗ trợ Bình Minh nha. Hai thanh niên rất giống nhau về khuôn mặt luôn. Về tính cách luôn ha. Rồi, Ben hỗ trợ Bình Minh nào. Con đọc từng câu nhé. Nanen ka. Nanen ka. Tata. Tata. Aruhi. Aruhi. Okisaki sama ga. Okisaki sama ga. いつもと同じ。いつもとだけ。これまでだけ。いつもと。いつもと。同じように。同じように。鏡に。鏡に。 尋ねると。違う。答えが。答えが。変えて。変えて。来ました。来ました。 1番 一番 美しいのは 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 白雪姫です 白雪姫 です です白雪姫は成長して美しい娘に
美しい娘になっていました。おきさき様は、おきさき様は悔しくて、悔しくてたまりません、たまりません。Em ơi, tắt video đi, cô vào rồi. Rồi, mời cô Hiền nha. Hiền ơi. Dạ, em chào chị ạ. Minasan, ohayou gozaimasu. Thầy, lớp mình hôm nay nhìn thấy slide của sensei thật sự. Hôm nay vẫn chưa có bé Maki lên ạ. Oh, slide đẹp quá ha. Lớp mình coi. Có các bạn nhỏ. Em có anh các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục đến với một câu chuyện. Nhưng câu chuyện lần này thì chúng mình chỉ có một trang thôi. Và điều đặc biệt hơn là chúng mình sẽ được đọc song ngữ luôn. Cả tiếng Việt và tiếng Nhật nhá. Nhưng mà lớp mình thử xem giúp sensei xem là chuyện ngày hôm nay của mình là câu chuyện gì. Mình thử nhìn vào trong tranh nha. Này, đã thử nhìn cho sensei nào. Chúng ta nhìn bức tranh của mình nhờ. À, của sensei có một chú cáo à, chú sói nhờ. Đúng không? Xong rồi kia có một ngôi nhà này. Nhờ, chúng ta có ba chú heo con đúng không? Nên mình có đoán được câu chuyện là câu chuyện gì không? Có bạn nào đã từng nghe câu chuyện này không? Đã từng chưa? Thế thì hôm nay nhá, nếu bạn nào đã từng nghe rồi thì mình được học câu chuyện này bằng tiếng Nhật này, đọc câu chuyện này bằng tiếng Việt này, đúng không? Còn nếu mà bạn nào chưa nghe thì hôm nay mình sẽ được nghe, được không? Nhá. Hiện giờ sensei đang thấy có bạn để sensei xem nha. Hiện giờ lớp mình đang có bạn nào đến? À, có bạn Ben rồi nè. Ben đọc câu chuyện này chưa? Chưa. À, Ben chưa đọc câu chuyện này đúng không? Thế thì hôm nay Ben đọc với sensei nhá. Đây là câu chuyện hay mà. Câu chuyện này thú vị lắm. Thế bây giờ Ben đọc giúp cho sensei phần đầu tiên mà sensei vừa bôi vào. Thử nhá, bây giờ mình thử nhá. ある所に3匹の子豚の兄弟がいました。一番上の子豚は藁で家を作ります。藁をぎゅっと縛って、ぎゅっと出来上がりました。2番目の子豚は木で作ります。トントン、鍵を打って、もう出来上がり。3番目の子豚は練習で作ります。重いレンガをよいしょと。住みます。家はようやくできました。そこへ怖い狼がやってきて、藁の家も木の家もあっという間に吹き飛ばしました。でもレンガの家は壊れません。狼は諦めて帰りました。Thế rồi khi mà Ben đọc xong câu chuyện này, Ben có biết được nói được cho sensei biết là chuyện này nói về điều gì không? Ba chú lợn. Gì nữa?
ba chú heo này, ba chú lợn này, chú làm gì? Làm nhà. À, làm nhà. Rồi, còn gì nữa không? Làm ruộng, làm cây, làm thành ạ. À, làm nhà bằng một số các nguyên liệu nhỉ, như là cây, như là gạch này. Rồi, gì nữa không? Có điều gì xảy ra không? Ừ. Con cáo đến không thổi, thổi chỉ có được hai cái nhà thôi, nhưng mà lại lại không thổi được ba cái nhà. À rồi. Đây, bạn Ben, bạn nắm được nội dung xong rồi bạn còn tóm tắt được cho chúng mình đấy. Thì bây giờ mình sẽ từng đọc lần lượt nhá. Mình đọc lần lượt xem là có đúng là như vậy hay không, được không? Nhá. Rồi thì bây giờ Ben có nhìn thấy là Sensei có đóng khung cho mình cái dòng đầu tiên không? Nhá. Thế nên là bây giờ mình sẽ đọc duy nhất có dòng đầu tiên thôi nhá. Mình đọc duy nhất dòng đầu tiên mà Sensei đóng khung màu đỏ nhá. Được không? Và bây giờ để mình có thể đọc được nha, thì Sensei sẽ mời thêm một bạn nữa nhá. Sensei mời bạn Bu sẽ đọc cùng với Ben nhá. Bạn Bu thì bạn nhìn chữ ở bên bên phải nhá, mà Sensei viết rồi đó. Còn bạn Ben thì vẫn nhìn chữ hiragana bạn Ben nhá. Bây giờ Ben đọc mẫu cho Bu nào. Mình đọc duy nhất câu đầu tiên thôi. Ben biết cách làm không? Bây giờ Sensei đọc mẫu nhá. Em nhìn nè. Bu nghe cô Hiền đọc nha. Sau đó Bu đọc theo nha. Bu ơi. Dạ. Rồi, bây giờ Bu nghe cô Hiền đọc mẫu rồi Bu đọc theo nha. Xong rồi xí nữa Ben sẽ đọc mẫu cho Bu nè. Ừ, bây giờ Bu nhìn thấy chữ ở phía bên phải nhá. Rồi, còn Sensei thì sẽ nhìn chữ ở phía bên trái đi, Sensei đọc cho dễ. Nào, nghe nè. Aru tokoro ni. Aru. Aru. Tokoro ni. Tokoro ni. Rồi, bây giờ mình đọc liền nè. Aru tokoro ni. Aru tokoro ni. Aru tokoro ni. Aru tokoro ni. Câu đấy có nghĩa là ở một nơi nào. Aru tokoro ni, ở một nơi nào. Là Bu đọc cả hai tiếng hai nào, cả tiếng Nhật tiếng Việt cho Sensei nhá. Aru tokoro ni, ở một nơi nào. Aru tokoro ni, ở một nơi nào. Rồi, tiếp theo này. Sanbiki no. Sanbiki no. Sanbiki no. Cô bưu ta no kiêu đài ạ. Cô bưu ta, cô bưu ta đài ạ. Nghe lại nhá. Nghe này. Cô bưu ta no kiêu đài ạ. Cô bưu ta no kiêu đài ạ. À, thì bây giờ xin xin. Ờ, gì nhờ? Sensei sẽ nhờ bạn Ben đọc mẫu cho Bu nhá. Sensei nhờ bạn Ben đọc mẫu cho Bu nhá. Bu nghe kỹ Ben đọc. Được không nhờ? Bu nghe kỹ Ben đọc nhá. Dạ. Rồi. Ben ơi. Dạ. Đấy, bây giờ Ben đọc mẫu cho Bu nhá. Đoạn đỏ hai lần. Đúng là vậy, Ben đọc từng màu một này, Ben đọc màu xanh này, xong Ben đọc màu tím này, Ben đọc màu đỏ này, cứ từng phần một nha. Rồi, dừng lại. Đúng rồi đấy. Rồi, Bu ơi, Bu bắt đầu lặp cùng với Ben nhé. Ben ơi, Ben. Không, Ben đọc lại cho bạn Bu, tại vì đường truyền đang sao, bạn không nghe được. Aru tokoro ni. Aru tokoro ni. Sanbiki no. Sanbiki no. Sanbiki no. Kobuta no.
Obutano. Kodai. Kodai. Cho. Kodai. Cho. Cho đại. Cho đại. Cho đại. Đại. Ta. Imashita. Ga imashita. Ga kimasai. Đọc lại không hả cô? Con đọc lại một lần nữa cho bạn nhé. Aru tokoro ni. Aru tokoro ni. Sanbiki no. Sanbiki no. Kobuta no soudai. Kobuta no soudai. Kobuta no soudai. Ga imashita. Ga imashita. Rồi. Rồi, cô Hiền cảm ơn bạn Ben đã hỗ trợ nhá. Thì bây giờ bạn Ben sẽ giúp cô Hiền một việc này. Bạn Ben đọc cho cô Hiền phần tiếng Việt ở phía dưới nào. Ben nhìn thấy phần tiếng Việt của cô Hiền không? Một nợ nợ. Ừ. Có ba anh em nhà heo con. Rồi, mình có là ở một nơi nào có ba anh em nhà heo con. Khi nãy á mà Ben có nói là gì nhỉ? Bạn lợn đúng không? Đúng rồi. Mình có thể nói là Kobuta. Kobuta mình có thể nói là lợn con hoặc là heo con. Được không? Lợn con thì là người miền Bắc mình nói. Thế còn người miền Nam thì sẽ nói là heo con. Ví dụ như bạn Bu chẳng hạn, bạn sẽ nói là heo con. Nhá. Rồi thì bây giờ Ben đọc lại cho cô nha. Ben đọc lại này. Ở một nơi nọ có ba anh em nhà heo con. Ở một nơi nọ có ba anh em nhà heo con. Rồi. Nhá. Rồi bây giờ Sensei sẽ mời tiếp tiếp bạn Hanako đọc cho Sensei nhá. Ừ, cô nghe con. Dạ. Rồi, Hanako đọc cho cô nhé. Hai. Hai, đọc đó. Aru hi tokoro ni 3 biki no kobuta no kyoudai ga imashita. Aru tokoro ni. Không phải Aru hi, đúng không? Nó đó mà Hanako này, cô nhìn này. Ở bốn nơi nọ là Aru tokoro ni. あるところに3匹の子豚の兄弟がいました。はい、3匹の子豚の兄弟がいました。 Đúng không? Giờ Hanako biết biết nghĩa của câu mình vừa đọc không? Có. Ừ, đúng không? Đây là dễ nhờ. Thì mình thấy là à, nếu mà aruhi, aruhi là một ngày nọ, đúng không? Thì còn mình là một nơi nọ. Nhà, đây là mình sẽ là aru tokoro ni. Tokoro là nơi đúng không? Aru tokoro ni, ở một nơi nào. Sanbiki no kobuta no kyoudai ga imashita. Có ba gì? Anh em nhà heo con. Được không? Rồi, lớp mình ơi, có bạn nào muốn đọc trang đầu tiên này không? Có bạn nào muốn đọc không? Mình giơ tay nhá. Anh Nam muốn đọc không ạ? Anh Nam đọc nhá. À Nam, rồi Nam con đọc nha. Rồi Nam đọc cho xin xe nào. Aru toko tokoro ni san bikino ko okutano kiyo đời đại gà
Nha, Nam hơi khó khăn một chút xíu trong phần phát âm nhé. Thì bây giờ xin dây sẽ nhờ bạn Ben hỗ trợ cho Nam nha. Ben ơi, Ben mở mic được không? Chị Đức ơi, chị có thể xếp cho em bé Ben làm cô host được không ạ? Tại vì mỗi lần mà nhờ được Ben... Được em. Ừ. Em lại phải ấn. Ben ơi, Ben hỗ trợ bạn nhá. Tại vì... Dạ. Thành ra là bạn mới học tiếng Nhật, bạn đang học cái hàng là ri rư để động á. Bạn phát âm cái chữ rư chưa đúng này. Thì Ben hỗ trợ bạn nhá. Thứ hai là bạn chưa học âm ghép, nên là bạn không đọc được cái chữ kyo dai. Nên là mình đọc mẫu cho bạn nhá. Đọc mẫu giống như khi nãy mình đọc mẫu cho bạn Bu á. Nhá, để bạn theo cho đúng nè. Hai ổn này. Mơ khi. Kyo dai. Ok. Con đọc mẫu cho bạn cái từ bạn khó đọc nè. Kyo. Dai. Dai. Ga. Ga. I. Ma. Ma. Shui. Da. Dai. Bây giờ đọc lại cho Sensei từ ở một nơi nọ nào. Ada tokoro ni. Aru toko roni. ちょっと Ben kun. Saizo kara ne. Aru. Aru. Nam không uốn lưỡi nha. Chữ rư không uốn lưỡi. Aru. 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 Con lưỡi vào. Ừ, con co lưỡi vào cho xin xe. Aru. Aru. Đúng rồi. Tiếp nào. Tokoro ni. Tokoro ni. Ừ, rồi bây giờ mình đọc cả hai nào. Aru tokoro ni. Aru tokoro ni. Nhá. Hàng ra đi đưa để độ mình không uốn lưỡi như tiếng Việt của mình đâu. あるところに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 あるところ
biki. San biki. No. No. Kobuta. 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 No. No. O. Kyo. Kyo. Dai. 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 Imashita. Rồi, bây giờ Nam tự đọc giúp cho sensei nào. Nam tự đọc nhé. Aru tokoro ni 3 biki no kobuta no kyoudai ga imashita. Aru tokoro ni 3 biki no kobuta no kyoudai ga imashita. Đấy là mình đang đọc chậm rãi thì mình đọc một chậm rãi cho sensei, nhưng mà khi mà mình đọc chậm rãi thì mình nhớ đọc cho chính xác. Đặc biệt này mình co lưỡi lại cho sensei đọc hơi đánh cao và co lại được không? Tokoro nhé. Chị nói là imashita. Tokoro nhé. Chị nói kiểu. Rồi, sensei hơi nặng nề. Nếu mình đọc được đầu tiên này cho sensei, mình đọc được không? Mít ơi, chấm thử đọc. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển tiếp nhá. Mình chuyển tiếp sang nào. Rồi, sensei sẽ mời bạn Ben để đọc mẫu nhé. Ừ.
Ben ơi, Ben đọc mẫu cho Shinji nè. Ben có đọc không? Ben muốn đọc mẫu không? Ichiban. Ichiban. Đọc cả câu cho cô nè. Ichiban ue no kobuta wa wara de ie o tsukurimasu. Ừ, anh đọc cho cô câu tiếng Việt này. Câu tiếng Việt. Đọc được câu tiếng Việt không? Chú heo cái. À, chú heo thứ nhất thuộc chú heo cả, chú heo lớn nhất. Chú heo cả. Rồi, dùng rơm để làm cơm nhà. Cơm lợn. Rồi. Cơm lợn đến làm nhà. Đã, bây giờ con nghe cô Hiền phát âm nhé. Chú heo lớn nhất hoặc chú heo cả. Chú heo cả. Dùng rơm để. Dùng rơm để làm nhà. Đúng rồi nhá. Mình đọc là dùng rơm hoặc mình đọc là dùng rơm cũng được. Thì bây giờ mình uốn lưỡi cho đúng nhá. Mình dùng rơm. Mình sẽ uốn lưỡi. Dùng rơm. Rơm. Dùng rơm. Nhá, rơm là gì? Là đó, đúng không? Dùng rơm để làm nhà. Nhà. Làm đó. Nhà. Ừ, rồi. Bây giờ xin sẽ mời một bạn nhá. Mình sẽ đọc. Cháu cần hỗ trợ có. Ừ, cô nghĩ là bạn Hanako thì mình sẽ không cần hỗ trợ bạn Hanako. Hi. Hi, đọc sao? Ichiban ue no kobuta wa warai de ie o tsukurimasu. Rồi, ichiban ue no kobuta wa ichiban là thứ nhất, ue à đứng thứ nhất, trên nhất, ở trên nhất nghĩa là người anh lớn nhất, người anh cả, đúng không? Buta là chú heo, buta là heo, à kobuta là chú heo nhá. À kobuta wa chú heo thì sao nhỉ? Wara là rơm. Wara de dùng rơm để. Ie o tsukurimasu xây nhà, làm nhà, dựng nhà. Được không? Nhá. Luôn từ vựng của mình ở đây nhỉ. Mình có là ichiban ue no kobuta nhỉ. Là gì? Chú heo gì? Đứng thứ nhất, tên cao nhất, ichiban nhá. Rồi. Có ai muốn đọc cùng với Ben và Hanako không? Hạnh Nguyên nhé, à Hạnh Yên đọc nhé, Bibi đọc nha. Bibi đọc nhá, Bibi đọc thì chị Hanako hỗ trợ nhá, tại Bibi chưa nhìn được chữ. Hi. Rồi, chị Hanako giúp em nào. Em Bi sẵn sàng mic chưa, em Bi nói đi, chị cô Hiền nghe nào. Em Bi nói được qua mic không? Hi. Rồi. Giờ chị Hanako sẽ hướng dẫn MB đọc nha. Vậy. Giờ chị Hanako giúp cô đi. Ichiban ue no. Ichiban de no. Kobuta wa. Warai de. Wara. De. Wara. Ie o. Tsukurimasu. Hai. Rồi, đọc lại cho xem chút xíu nha, cả hai chị em nha. Ichiban ue no ue, đúng không? Ichiban ue no. Rồi. Ue no. Ichiban ue no. Kobuta wa. Wara de. Ie o tsukurimasu. Ie o tsukurimasu. Rồi,
Nha, mình đọc lại nhá. Ichiban ue no kobuta wa. Ichiban ue no kobuta wa. Warade. Warade. Iyo tsukurimasu. Iyo tsukurimasu. Rồi, nhá. Mình nhớ là khi mà có chữ là tsukurimasu, chữ đầu tiên á, mình sẽ vô thanh nhờ. Mình đọc là tsukurimasu, mình đọc là tsukurimasu, mình không đánh vần, được không? Nhá. Thì câu này có nghĩa là chú heo lớn nhất hay là chú heo người anh heo cả đấy thì đã dùng rơm để làm nhà, được không? Rồi, tiếp theo nhá. Lucas ơi, Lucas có muốn đọc không? Các bạn Lucas đọc nha. Dạ. Rồi, Lucas đọc nha. Lucas thử tự đọc nè. Dạ. Dạ, con tự đọc câu. Ichiban ue no kobuta wa warade ie wo tsukurimasu. Rồi, bây giờ con nghe cô theo cô nhé. Ichiban. Ichiban. Ue no. Ue no. Kobuta wa. Kobuta wa. Warade. 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 Chữ ra con không uốn lưỡi. Warade. Warade. Rồi. Yeo tsukurimasu. Yeo tsukurimasu. Tsukurimasu. Yeo tsukurimasu. Rồi, con đọc đúng rồi đấy. Được không? Lucas đọc lại lần nữa cho sinh viên nhé. Ichiban ue no kobuta wa warade ie o tsukurimasu. Ichiban ue no kobuta wa warade ie o tsukurimasu. Đúng rồi. Lucas bắt nhịp nhanh lắm nhá. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Là con nữa con. Rồi, bây giờ mình đến câu tiếp theo nè. Câu này Lucas có thể tự đọc được không? Rồi, con tự đọc được không? Dạ, đọc hết luôn. Đúng rồi, đọc hết luôn. Ok, con về con. Con thử coi. Warao gyutsu shibate suku deki ya Tekia gari. Rồi. Mình có một hai vị trí, hai từ mà mình sẽ cần bạn hỗ trợ cho mình một chút xíu từ này nhá. Do đó là bây giờ Sensei sẽ nhờ Ben nhá. Ben sẽ đọc mẫu cho mình được không? Ben sẽ đọc mẫu nhá. Ben ơi. Ben đọc mẫu cho mình. Rồi, đấy là mình đọc cả câu. Bây giờ mình đọc từng chút một, từng chút một để hướng dẫn cho bạn Lucas nào. Warao. Warao. Yotto. 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 Đúng rồi, hai anh em đọc lại nào. Matte matte. Gutto. Cô đây là kẹ. Gutto. Gutto. Con xuống giọng cho cô nào và dừng lại âm này. Gutto. 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 Shibatte. 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 Ngừng lại. Shibatte. 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 Dừng lại. Te. Shibatte. 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 Đó, con thấy không? Chữ bắt dừng lại một cái rồi mới đọc chữ te. Lucas. Dạ. Shibatte. Shibatte. Lại. Tiếp nào. Sugu Sugu Dekia
À, lần thứ hai bạn nào đọc mẫu cho này. Sư. 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 Dekiagari. Dekiagari. Nhá, bây giờ các tự đọc một câu nào. Em mở mất chắc không nghe được đúng không cô? À, cô nghe được. Anh nhất nhất định phải lại đây rồi tuyệt vời. Wow, guitar shibata suku dekiagari dekiagari dekiagari. The Kia Gary. 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 Đúng rồi, con đọc vậy ta. Gary nhá. The Kia Gary. The Kia Gary. Rồi, bây giờ mình đọc này. Warao gutto. Warao gutto. Shibatte. Sugu. The Kia Gary. Warao gutto. Shibatte. Sugu. The Kia Gary. Rồi, bây giờ mình thấy cái câu đấy nghĩa là gì nhá? Nhìn câu phía dưới của sensei nè. Mình có là gì nhỉ? À, là shibatte. Nên chắc chắn. Đúng không? Sugu là vèo cái nhá. Sugu có nghĩa là vèo cái. Dekiagari là xong. Vèo cái là xong luôn. Được không? Nhá. Nghĩa là mấy đứa này mấy đứa chú heo này lười biếng xây nhà. Và cái tụi nó không ơi chăm chỉ tập xây nhà gạch giống như cái đứa anh đúng không ạ? Đúng rồi. Không biết là anh hay em đúng không? Nhưng mà một chú heo là xây nhà bằng rơm đúng không? Và bện chắc chắn đó, thấy không đâu, đúng không? Nhưng mà bện rất là nhanh thì vèo một cái là xong rồi. Được không? Trời. Em ơi bên đọc tiếng Việt nha. Cái bắt tiêu không? Dạ. Vì lỗi xin dịch vừa phải tắt mic bạn Ben cho bạn Ben ổn. Rồi Ben ơi, Ben đọc tiếng Việt nha. Ben đọc được không? Ben đọc theo bạn Lucas nha. Bạn Lucas đọc mẫu bằng tiếng Việt cho bạn Ben nha. Rôm bệnh chắc chắn, bèo cái là xong. Ben đọc theo nào. Ben đọc theo nào. Rơm bền chắc chắn vèo cái là xong. Rồi. Rơm bền chắc chắn. Rơm bền chắc chắn là chữ màu xanh nhá. Thế thì nó tương ứng với chữ tiếng Nhật màu xanh nha. Rơm chắc chắn là và đâu? Tức bát chè đúng không? Vèo cái là sư. Vèo cái là sư. Sư là vèo cái. Đi kia ra đi là xong. Dekiagari là xong. Được không? Yes. Màu nhập chữ chỗ này. Bạn biết đọc rồi đúng không? Vâng. Tiếp nhất. Bạn giữ yên lặng ở phía bên đấy cho cô Hiền nha. Để cùng hỗ trợ với cô Hiền nhé. Rồi, câu tiếp theo của mình để thêm chú heo thứ hai thì sẽ như thế nào? Em muốn đọc không hay là để đôi phép đọc nữa? Bên đọc mẫu cô Hiền được không? À, bạn Lucas xuống phong này. Nào bạn Lucas thử đọc. Dạ. Iban ne nokobuta wa kidetsukurimasu. Rồi con đọc gần đúng rồi đấy. Bây giờ bạn Ben thì đọc mẫu cho con chắc chắn sẽ đúng này. Ben ơi, Ben giúp cô Hiền nào, hướng dẫn cho bạn Lucas đọc nhé. Và ni ban me no. Ni ban me no. Kobuta wa. Kobuta wa. Kide. Kurimasu. Đọc với cháu nào không hiểu. Rồi, bây giờ bên đọc lại một chút xíu cho bạn nhá. Kide. Kide. Này. Tsukuri. Tsukurimasu.
Tsukurimasu. Mình sẽ đọc lại nha. Ai chuẩn bị thứ hai nào? Niban me no kobuta wa. Niban me no kobuta wa. Kide. 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 Kide tsukurimasu. Dai, kide tsukurimasu. Kide nha. Nhớ cho cô Hiền là ki. Kide là dùng gỗ để. Ki là cây. Haki là cây. Trường này có nghĩa là dùng cây. Dùng cây có nghĩa là dùng gỗ nhá. Niban, ni là số 2 đúng không? Mình có là niban ni là thứ 2. Niban chú heo thứ 2. Chào á. Chú heo thứ 2. Chú heo thứ 2. Dùng gỗ để làm nhà. Tsukurimasu làm nhà đúng không? Chú heo thứ 2 thì dùng gỗ để làm nhà. Nhờ. Rồi thế thì sau khi bạn Ben đã đọc mẫu cho Lucas rồi đấy, bây giờ Lucas tự đọc cho cô Hiền được không? Dạ được ạ. Ok Lucas. Niban me no kobuta wa kide tsukurimasu. Rồi. Đúng rồi đấy. Kobuta wa kide tsukurimasu. Nhá. Rồi mình đọc tiếp nào. Rồi đến đây bạn nào muốn đọc nào? Bạn nào cảm thấy muốn đọc giơ tay nhá. Giơ tay, giơ tay. Có giơ tay thôi à cô? Mỗi mình giơ tay, tay à? Ừ, thì Lucas đọc tiếp nha. Dạ. Yêu quá. Thon thon kugi wo utte mo mo dekiagari. Rồi, bây giờ xin đọc một chút xíu nha. Cái chữ W đi về chữ O mà cô Hiền viết ấy bằng chữ Kumasi nhá. O nhá. Cô Hiền viết là WO nhưng mình đọc là O nhá. Wow. Rồi, đây có là gì nhỉ? Ton ton kuri o utte. Ton 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 kuri kuri o utte. Mo dekiagari. Mo dekiagari. Rồi thì bây giờ mình sẽ đọc nhá. Mình sẽ đọc cả tiếng tiếng Nhật và tiếng Việt nhá Ben nhá. Cô đọc cô muốn đúng không cô? À. Bây giờ xin con. Đúng rồi. Kugi o utte mo dekiagari. Đồng. Đồng. Đình. Đồng. 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 Rồi cuối. Rồi cũng xong. Đấy, bây giờ Ben xong. Ừ, Ben sẽ nghe bạn Lucas đọc tiếng Việt cho mình nhá. Sau mình đọc theo nè. Cái từ ton ton là đột đột đúng không? Vâng. Mình có đinh là kugi, kugi là đinh, nhà utte là đóng. Sau đó mình có ton ton kyo utte, đóng đinh đập 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 đúng không? Đó. Mô rồi cũng đúng không? Thì kia ra đi lại là từ xong của mình đó nhá. Do đó này mình nghe bạn Lucas bạn đọc mẫu cho mình bằng tiếng Việt nha Ben nha. Dạ. Con sẽ đọc từ từ luôn. Đúng đó, rồi con đọc lên. À. Được rồi. Ừ, cái từ ton ton mình có thể dùng từ cộc cộc hoặc đục đục đúng không? Đục đục. À, đóng đinh cộc cộc được. Rồi. Xong cũng xong. Ừ. À, thì bây giờ mình đọc cả hai nào. Đọc tiếng Nhật trước nhá. Nihongo nhé. Sau đó thì mình đọc tiếng Việt nhá. Ton ton. Ton ton kugi wo utte mo dekiagari. Rồi. Đến lúc cài nha. Đóng đinh. Đọc tiếp đi. Đóng đinh. Rồi, đốt đốt. Đóng đập đập. Đúng rồi. Rồi cũng xong. Xong. Rồi cũng xong. Đó. Đấy không? Đóng đinh đập đập hoặc đóng đinh cộp cộp đúng không? Rồi cũng xong. Cộp cộp. Cộp cộp.
Rồi, thế mình có được câu này rồi. Bây giờ mình tiếp tục nào. Mình thử xem là đây là người anh thứ hai đúng không? Người anh thứ hai xây nhà bằng cây. Ki de tsukurimasu. Và anh ấy làm gì? Ton ton kugiyote đúng không? Đóng đinh. Mo de kigagari. Giờ cũng xong rồi đấy. Được không? Tiếp theo, vậy người anh thứ ba thì thế nào đây? Nani? Này, người anh thứ ba thì người anh thứ ba mình sẽ là sanbanme, do đó mình có chú heo thứ ba. Sanbanme no kobuta wa, sanbanme no kobuta wa là chú heo thứ ba. Chú heo thứ ba thì sao? Denga de, dùng gạch để, gạch là denga, denga là gạch, denga de là dùng gạch để, tsukurimasu làm nhà, được không? Do đó nha, sensei sẽ mời bạn là bạn Ben đọc mẫu nào. Đọc cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật cho sensei nha. Câu này dễ đọc nên là Ben đọc. Ban Ben đọc câu ta wa denga de tsukurimasu. Tiếng Việt nào. Chú heo thứ ba dùng gạch để làm nhà. Đấy, Ben đọc hay quá. Thì bây giờ thử Lucas đọc nha, Lucas giơ tay này. Ôi, Lucas học nhiệt tình thế. Các bạn khác cũng giơ tay giống như Lucas nha. Coi con vậy là cô gọi cái bạn mà không chưa đọc. Gọi bạn không giơ tay nhá. Thế thì gọi bạn không giơ tay. Ben gọi đi, Ben gọi xem bạn nào không giơ tay, Ben gọi cho em nhé. Cô, mấy bạn mà không giơ tay á là mấy bạn bỏ cuộc cô. Này, có bạn nào giơ tay không? Câu này dễ này, câu này dễ ai cũng đọc được. Đúng không? Câu này dễ lắm, ai cũng đọc được. Do đó, sensei sẽ mời Nam nha. Nam đọc thì có miệng chứ. Nè, Nam đọc được câu này đấy, câu này cũng đọc được. Xong bạn mê nó có bút tàu quá. Rên gà tê chụp クリマス。はい。あ、ね、こう、やっぱ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 、やっ
Yeah, con tự đọc cho cô Hiền nào. San ban me no kobuto wa nagate tsukirimasu. Đọc được rồi đấy nhé. Đọc nhiều lần cho cô nha. Rồi bạn Lucas xin phòng cho Lucas đọc tiếp. Yeah. Hãy đọc ra. Sanban me no kobuto wa nagate tsukirimasu. Rồi, bây giờ mình sẽ đến tiếp theo. Là sau khi mà đã xây được nhà rồi đúng không? Xây được nhà rồi thì điều gì xảy ra? Nhà, bắt đầu xem xây ngôi nhà thứ ba thì như thế nào. Rồi, bây giờ xin xin sẽ mời mời Ben nhé. Ben tưởng mà. Cô Ben đọc giúp Yến à? Anh Yến à? Biết không? Thôi hành Yến à. Ben ơi, con có đọc không? Đó. Con đọc mẫu cho cô Hiền nào. Mơ lên gạo dưới sờ tóc sumi mát. Chắc không, mình đọc đúng không ta? Ê, mình đọc lại cho cô Hiền à. Ô mơ lên gạo dưới sờ tóc sumi mát. Không đúng. Rồi, dưới sờ của cô Hiền là yoisa yoisa ta tsumimasu nha. Yoisa yoisa ta tsumimasu. Nó mới thể hiện được cái việc kỳ ba kỳ cạnh. Ôi, lên gấu. Yoisa yoisa ta tsumimasu. Đúng rồi nha. Mình đọc lại nha. Omoi lên gấu. Omoi là nặng. Nặng trịch, chắc nặng. Đúng không? Omoi là omoi lên gấu là những viên gạch chắc nặng. Được không? Yoisa yoisa ta được kỳ ca kỳ cạnh.
kika kikạch. À, trong này mình có một từ tiếng Nhật rất là thú vị nhá, hướng dẫn cho lớp mình biết này. Mình có từ yoisu yoisto nhá, là kika kikạch. Đố bên đọc được câu này đấy bằng tiếng Việt đấy, kika kikạch. Kika kikạch. Đảm bảo bên này bên đọc một từ tiếng Việt hơi hay, kika kikạch yoisu yoisto. Cái việc rằng biết từ yoi không? Biết à, con biết đúng không? Rồi từ tiếng Việt là ki ka ki cạch. Bên đọc theo cô Hiền bằng từ tiếng Việt là ki ka ki cạch. Ki ka ki cạch. Rồi, yoisu. Được không? Sumimasu là xếp chồng lên nhau thôi. Sumimasu xếp chồng lên nhau, được không? Nhá. Do đó này, bây giờ sensei sẽ mời một bạn nào đọc cho sensei câu này từ thứ nhất nhé. À, Luca lại. Luca lại từ tài. Đây, sensei mời Luca nhé. Hai miếng ạ. Omae renga wo yosho yosho to tsumimasu. Rồi, ui mình đọc ngữ cảm thế. Yosho yosho to mới thể hiện nghĩa là kika kika nha. Yosho yosho to tsumimasu. À, những viên nến chắc nặng thì được kika xếp lên nhau đúng không? Có nghĩa là cái chú heo thứ ba đấy, chú kika kika, chú xếp từng viên gạch một rất là chắc nịch lên nhau đúng không? Một cách chắc chắn. Đúng không? Rồi. Vâng, cứ gửi cho hỏi cháu ạ. Năm chưa? Mình đọc được cái bác mình đọc được đúng không? Rồi. Và mình sẽ đọc nốt câu cuối cùng nhá. Rồi mình nghỉ buổi sau mình đọc tiếp chuyện này. Được không? Câu này là gì nhỉ? Câu này rất là dễ. Câu này rất là... Lucas đọc được luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Em wa yoyaku dekimashita. À rồi, bây giờ nghe bạn Ben đọc mẫu câu này một chút xíu. Ben ơi, Ben đọc. Yoyaku dekimashita. ここへ kawaii okami ga yatte kite. Chưa. まだまだまだ. Kore dake ne. もう一回お願いします。家はようやくできました。はい、 Lucas đọc theo cô Hiền nha. À, đọc theo bạn là Ben. Dạ. Thì bạn đọc nghe em đọc mắc cười quá. À đấy, em đọc chuyện em phải đọc nhiều thế nhá. Này. Yeah, ようやく できました. À, bây giờ mình đọc lại theo đúng âm của em Ben đọc nào. Yeah, ようやくできました. Đúng rồi đó, mình đọc đấy, đúng không? Thì mình có một cái từ là yeah là ngôi nhà đúng không nhỉ? ようやく là dần già. ようやく là dần già. Ồ, できました là đã xong. Được không? Hôm nay bạn Ben đã học được rất nhiều từ tiếng Việt đặc biệt nhá, mà không bao giờ mình được học ở các lớp tiếng Việt đâu đấy. Hôm nay tập cái từ. Ừ, rồi Ben đọc cho cô Hiền tiếng Việt đi. Ngôi nhà rằng già đổi xong đã xong. À, ngôi nhà ようやく dần già đúng nhỉ? できました đã xong. Ừ, mình có từ ようやく, Ben được học chưa? Rồi. ようやく. Ừ, thì tiếng Việt của mình ấy là dần già, từ từ, đúng không nhỉ? Từ từ, dần già, ようやく. ようやく. À, ようやく. À, ngôi nhà cứ thế dần già cũng đã được xây xong. Được không? Nhá. Thế thì Lucas có thể tự đọc được chuyện này không? Dạ không con. Sao nhá?
không sao cả. Mình nếu như mà nếu như mình có nguyện vọng muốn đọc thử truyện nhá, đọc thử truyện rồi đăng lên trên Nhịp Cầu Sinh thì Lucas có thể nhận cho cô Hiền. Cô Hiền sẽ gửi truyện con để rồi mình sẽ đọc nhá. Mình sẽ luyện đọc, mình sẽ thử đọc coi sao. Được không? Dạ. Dạ được. Một luyện đọc này, nhà xin nắn phát âm này, bạn Ben cũng nắn phát âm cho mình này thì mình có thể đọc được đấy. Lucas đọc được nhá. Các bạn khác cũng đọc được nếu mà mình được luyện tập. Nhá, mình được luyện tập này, mình sẽ thấy là có những từ mà đọc hơi khó một chút xíu thì mình được hướng dẫn thì mình sẽ đọc được, được không? Có những cái mà nhìn trong hiển thị chữ Romaji á, mình tưởng là đọc như vậy, nhưng không, phải có cái cách đọc hơi khác một chút, được không nhỉ? Nhá, nên là mình sẽ được luyện tập, được không? Thì hôm nay mình sẽ nghỉ tại đây nhá, xin rất là xin lỗi, hôm nay sẽ quay lại vào lớp muộn. Dạ. Bye bye, xin. Ôi, dạ, bà ta. Bên ơi, bên hỏi gì không hiền? Cháu muốn đọc cái Okinawa bữa. Oh, ok. Thế thì Sensei sẽ gửi cái chuyện này cho Ben nhá. Xong rồi Ben đọc, Ben ghi âm cho Sensei nhá. Được không? Hôm nào mình cũng đọc mà. Văn hóa đọc của mình là ngày nào cũng đọc cơ mà. Yaminasa matane. Bạn nào mà muốn đọc chuyện này thì nhắn cho Sensei nhá. Sensei sẽ gửi bài cho mình để mình đọc, luyện đọc cho Sensei. Hanako có muốn đọc không? Cháu không muốn đọc. Cô có muốn đọc không? Cháu muốn đọc cô. Cô muốn đọc cô. Đó, đúng không? Luca cũng muốn đọc đúng không? Rồi, thế thì bạn nào nhắn riêng cho Sensei ở Zalo nhá. Sensei gửi chào. Mình có ở trong group Zalo của lớp tiếng Nhật đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, mình có thành viên ở trong lớp rồi. Thì mình nhắn cho cô Hiền nhá. Nhắn cho cô Hiền là cô ơi, cô gửi bài cho con. Thế là cô Hiền sẽ gửi được không nhỉ? Thì nhìn được chữ Romaji, à chữ Hiragana rồi thì Sensei sẽ gửi mỗi chữ Hiragana thôi. Thế còn ví dụ như bạn Lucas mà cần phải đọc cả chữ Romaji thì mới đọc được, thì Sensei sẽ gửi cả chữ Romaji cho mình, được không? Dạ. Đây, thế hôm nay mình nghỉ tại đây và sau đó thì bạn nào có nhu cầu muốn luyện đọc thì nhắn cho Sensei sẽ gửi bài cho chúng mình đọc. Nhưng mà chúng mình đọc là chúng mình nhớ đọc xong rồi chúng mình gửi lên Nhịp Cầu Sinh Ngữ nhá. Để trả bài cho Sensei thấy là cô ấy cô có đọc đi nè, được không? Nhá. Thế tạm biệt là mình nha. Minasan.